Bà hả? Ừ, nó nghe là bây giờ không biết là thằng Bo nó đi lạc hay là nó bị mất tích hay là làm sao nữa, nhưng mà bà gán để ý nha, trên đường đi về, trên đường từ công ty về á, bà gán để ý, bà coi thử coi, ngó kỹ thì coi có thằng Bo nó đi vòng vòng đó nghe không? Ừ. Alo, nữ hả? Sao rồi? Cũng chưa nữa hả? Ừ, rồi có gì báo nha. Nè, sao tự nhiên nói cho Ngân chi vậy? Trời ơi, nữ với lại bà Tám bị tìm được rồi. Mà con Ngân ấy làm công ty xa xôi vậy, làm sao Bo tới nơi đó được mà kêu Ngân? Chị không nhớ hả, hồi hồi đó nó má nó trốn nợ đó thì nó cũng đi lạc về đây nè, thì biết đâu bây giờ nó đi lại công ty nó kiếm má nó làm sao. Ha, cũng có thể. Cũng cầu mong á, trời Phật thương cho thằng Bo đừng có chuyện gì xảy ra. Có điện thoại. Ê, dám nó dám dám tụi bắt cóc á, cứ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Alo, cái gì? Tại sao anh lại dẫn nó đi? Tại sao hả? Anh mau dẫn nó về đây cho tôi, nhanh đi. Em ơi, nó là đòi đòi bao nhiêu vậy? Nhiêu tiền chị? Bình tĩnh đi, gom được mà, gom Tụi tiền chuộc em được phụ mà. cho. Không, thằng Bo nó không sao đâu. Nó không sao hả? Trời ơi, trời Phật ơi. Thôi nó không sao là mừng rồi, nó không sao là mừng rồi. Tiền bạc không thành vấn đề nha em, nghe. Rồi em kêu ai dẫn về? Rồi nó đi đâu vậy? Mà ai dẫn nó đi? Ba nó dẫn nó đi. Hả? Ba nó? Dạ, ba nó tới trường đón nó đi rồi. Đừng có trốn chạy anh nữa được không? Anh muốn cái gì hả? Muốn quay về để phụ em lo cho con. Quay về lo cho con? Trước đây anh đã làm không được rồi, bây giờ anh muốn lo cái gì chứ? Anh cũng đang cố gắng từng ngày mà em. Sao em và con cứ trốn chạy anh hoài vậy? Hai mẹ con tôi không cần anh đâu. Anh đừng có tìm tới hai mẹ con tôi nữa. Anh đã hối hận lắm rồi. Anh đã đang cố gắng thay đổi từng ngày mà em. Anh làm được chưa? Trước giờ anh làm được chưa hả? Tôi không còn tin anh nữa. Anh đừng có làm phiền tới mẹ con tôi. Hãy để cho mẹ con tôi được yên được không? Tôi xin anh đó. Hương Theo Hương 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 em hãy cho anh một cơ hội đi, một cơ hội nữa thôi. Anh hứa lần này á, lần này anh sẽ thay đổi mà. Cơ hội à? Em đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Thôi anh đừng có hứa nữa. Từ giờ trở sau á, anh đừng có tìm tới hai mẹ con tôi nữa. Hương Hương chị hả? Mà công nhận á, chồng của bà Hương nhìn cũng ngon ha. Ừ, mà thiệt á, không biết ông làm cái gì nữa mà để cho bà Hương á hết tình cạn nghĩa, cạn tàu ráo máng, hết thương cạn nhớ như vậy chứ. Hỏi ai vậy? Hỏi chị á. Trời ơi, hồi nãy giờ chị em cùng nhau rồi làm sao biết được. Nhưng mà theo chị nghĩ á, là chắc chồng của Hương nè làm cái gì cho Hương nó tổn thương cho nên nó bị sốc như vậy đó. Tình luôn á. Mà em nghĩ như vậy nè, cái gì thì gì, nhưng mà cũng phải nghĩ tới thằng Bon chút xíu đúng không? Gia đình phải có cha có mẹ thì nó mới êm ấm được, nó mới tốt được chứ. Ừ, đặc biệt là cho thằng Bon. Ừ, thôi để chị em mình coi á, từ từ coi tụi nó sao ha.